là có rất nhiều người béo nhưng mà lại bị xác định là người thiếu dinh dưỡng, bởi vì nó bị lệch, dinh dưỡng nó bị lệch, cái thì thừa cái thì thiếu. Xin chào mọi người, đây chúng ta ăn bình thường. Như mình đã từng nói thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đảo cơm lẫn vào cái này cam cho con chó nó ăn để cho tốt. Nhưng mà trong cái trường hợp cái con chó ta nó thích nghi, con chó ta của chúng ta, những người nuôi giống mông cọc bắc hà hay là chó ta bình thường này kia, thì cái con chó ta của chúng ta nó thích nghi với những cái việc là ăn cái lượng tinh bột rất là nhiều, thì chúng ta cũng có thể đảo lẫn cái cơm này vào với lại cái cám. Cái cám có thể chúng ta dùng như là một cái thịt, giả sử như thế, nó không phải là thịt, nó có thịt ở trong này, nhưng chúng ta có thể dùng nó như là thịt để chúng ta đảo cái cơm. Thì nó này kia, nó những cái cơm, cái thói quen của chúng ta là ăn, người ăn cơm thì nó còn dư, bỏ đi thì nó phí. Nếu mà nhà có nuôi gà hay là gì này kia thì cho gà ăn, nhưng mà ở thành phố hay là này kia thì bây giờ chúng ta cũng ít khi nuôi gà, cho nên nuôi con chó thì hoàn toàn chúng ta có thể lấy cái cơm để cho nó ăn. Xét về cái mặt dinh dưỡng thì cơm nó cũng là dinh dưỡng. Tất nhiên nó với các con chó Tây thì chúng ta không ưu tiên cái dinh dưỡng ở trong cơm, bởi vì nó sẽ gây cho con chó nó bị béo. Nhưng mà với cái con chó ta thì cái cơm nó cũng là một cái dinh dưỡng, mà có thể nói là một cái dinh dưỡng chính của con chó ta. Như đấy là trong cái trường hợp để đảo con chó Tây, chúng ta vẫn có thể đảo thêm cơm. Còn về một cái mặt khác của cái cơm này thì nó sẽ giúp cho các con chó nó dễ tiêu hơn. Đó, cái đồ ăn nó dễ tiêu hơn. Ăn hạt này là nó sẽ ra các tiêu hóa, phân của nó rất là khuôn đẹp rồi. Nhưng nếu mà có đảo, nếu mà chúng ta có cơm thừa, chúng ta đảo thêm một chút cơm nữa, chúng ta sẽ thấy phần còn đẹp hơn nữa. Ok, về cái tỷ lệ thì mọi người có thể nhìn đây. Đây thì thực ra là tất cả cơm thừa của nhà mình ở cái bữa này thì nó có trên đây, thì là mình sẽ dùng hết cả trên đây. Nhưng mà thực ra những cái này thì nó cũng là theo tỷ lệ, coi như là đây là 3:1, nó cũng là hợp lý với tỷ lệ luôn. Với cái con chó Tây để chúng ta nếu muốn đảo thêm có cơm thừa, chúng ta đảo thêm, chúng ta cũng không đảo nhiều quá, ở cái khoảng 3 phần hạt 1 phần cơm hoặc là 4 phần hạt 1 phần cơm là ok với con chó Tây. Còn với cái con chó ta thì có thể là chúng ta sẽ cho cái lượng cơm nó nhiều hơn, có thể một nửa hạt một nửa cơm. Hạt là tính là hạt ngâm ra như thế này rồi nhá, chứ không phải tính hạt tươi nhá. Mọi người sẽ xem là cái con chó của mình là ăn nó ngon lành, có cơm và ăn nó cảm giác như là nó mát ruột đấy. Cái hạt vốn dĩ nó đã là một cái bài tiêu hóa, giúp cái con chó nó tiêu hóa tốt rồi. Những cái hạt mà nó chất lượng nó ở đạt ở cái mức khá một chút thì là nó đã là giúp con chó tiêu hóa rất là tốt. Nhưng kể cả với những hạt ở mức khá, khi nếu mà chúng ta cho nó thêm một chút cơm, tôm trắng, đây là mình cho nước lã và để cho nó rời từng hạt ra, thì cái tiêu hóa của con chó còn tốt hơn nữa, tức là nó theo kiểu nó mát ruột, mọi người có thể hiểu nó là như thế. Còn cái hạt này khi mà mình ngâm là mình đã cho cái chibi này vào rồi, cái chibi là nó ngoài cái cung cấp dinh dưỡng thì nó giúp cái con chó tiêu hóa tốt hơn, ngoài cung cấp dinh dưỡng thì nó giúp con chó hấp thụ tốt hơn. Đây nhá, đảo đây này. Đây là cái khẩu phần của chúng nó nha, mọi người nhìn cái bát này nó rất là to, rất là nhiều, nhưng mà chúng nó sẽ ăn hết sạch. Chờ tí chưa được, đảo cho xong cả 3 phần rồi 3 con ăn chung một thể, chứ không có con ăn trước con ăn sau. Còn phải chia ra mỗi đứa cho con Jimmy một tí nữa. Cái cơm này nó không bắt buộc không mọi người nhá, có cơm thừa thì chúng ta cho nó ăn đi, chứ còn bản thân nhá, mình nhắc lại là bản thân cái hạt này con chó đã tiêu hóa đã rất là ok rồi. Nhưng nếu mà chúng ta đảo thêm một ít cơm ấy thì cái tiêu hóa của con chó nó còn dễ tiêu hơn nữa, nó tiêu hóa nhẹ nhàng đó, mọi người hiểu ra như thế. Cái cơm mà nó giúp tăng tiêu hóa nó gần như là cái tác dụng của khoai lang ấy. Nó gần như thế với con chó, là cái cơm cái tác dụng của nó gần như là với cái khoai lang, nó nhuận tràng. Nào mi lùi lại, đây phần của mi đây. Rồi con nào xuống trước đây, con Messi đây, Messi xuống đây. Ok, Messi ăn đây.
Pila. Đây là này luôn này. Còn siro ra đây là siro này. Đây siro ăn này. Quay mông lại. Ok, Pila lùi lại á. Đó. Siro từ từ đã, siro lùi lại. Đây. Ok. Rồi. Làm sao cho nó thoải mái ra là ăn. Không bị kích mông của được. Ừ. Mi ăn đi. Đây, cút đồ đấy. Đó. Thì để cho mọi người xem trực tiếp cái bữa ăn của chúng nó với cái lượng ăn như thế này là nhiều nha mọi người nhá, chứ không phải là ít đâu. Bởi vì cái lượng ăn của con chó ấy, thì bản thân mình là cái lượng ăn mình sẽ chỉ tính theo cái lượng hạt thôi. Cái cơm ấy nó là cái cho nó ăn và cho nó mát ruột. Cái dinh dưỡng thì ở trong cái cơm nó cũng có dinh dưỡng, nó cũng nhiều đấy chứ không phải không đâu. Nhưng mà mình không tính vào cái khẩu phần ăn của con chó. Bởi vì cái cơm hôm nào có cơm thừa thì cho nó ăn, chứ còn bình thường thì cho nó ăn 100% hạt thôi. Nhưng mà đấy để nói để cho mọi người biết được là cái thực tế đấy là khi mà chúng ta đảo một cái phần cơm vào thì cái việc tiêu hóa của con chó, cái tiêu hóa cái đồ ăn hạt của con chó nó cũng tốt hơn nhá, nó tốt hơn khi mà không có cơm. Lùi lại, ăn không để nhích đấy, thử hả? Anh đã để cái máy quay của một chỗ thì mi ăn đi. Mi khi nào mi ăn no rồi thì để cho các em nó ăn. Mi đang sợ chúng nó ăn mi là chắc là ăn cũng đủ rồi đấy. Bởi cút đồ thì nó ăn yếu. Thấy bát còn một tí nữa, còn 1/3 cái chỗ cho mi. Mà thấy các em nó xích lại gần thì lại nhảy lên ăn. Sợ cho nó ăn xong rồi cho nó chén hết, bởi vì mi là thường là cho ăn thừa. Thế là cái phần thừa của mi là sẽ cho mấy đứa này nó chia nhau. Rồi siro ra vét nốt đĩa của siro đi. Đĩa của siro, bát của siro anh thấy chưa sạch đâu. Đó, còn mọi người mà nuôi chó ta ấy thì mọi người nuôi chó ta thì mọi người sẽ đảo nhiều cơm hơn. Hoặc là mọi người cũng đảo cơm như vậy. Nếu mà mọi người thích cho con chó ăn cơm mà có cơm thừa, hoặc là mọi người muốn tiết kiệm chi phí thì mọi người cũng có thể cho nó ăn cơm, bởi vì dù sao mà nói thì cơm gạo nó cũng vẫn rẻ hơn hạt. Cơm gạo nó cũng là tiền cả, nhưng mà dù sao mà nói nó sẵn hơn, ở Việt Nam chúng ta nó sẵn hơn và nó cũng rẻ hơn hạt. Còn đó, nếu mà như ăn hạt với một con 40 cân như thế này là cái lượng hạt tính ra khoảng mất khoảng 20.000 một ngày. Mất 20.000 một ngày thì đó là nếu mà mọi người mà có thể là mọi người cho nó ăn ít cái lượng hạt đi, mọi người tăng cơm lên một chút thì với con chó ta thì hoàn toàn ok. Con chó ta thì nó có thể là tỷ lệ ngược lại luôn cũng được, cũng vẫn là ok với tiêu hóa của con chó ta. Bởi vì con chó ta của chúng ta thì nó thích nghi với lại cái việc là ăn rất nhiều tinh bột. Cái giống chó ta của Việt Nam mình ấy là nó thích nghi với việc là ăn rất nhiều tinh bột này nhá. Từ từ xích ra đây, vòng ra đây. Đây là phần thừa của mi từ đã đấy chính. Phần này là phần thừa của mi nhá. Ai à? Không, từ từ. Chị mi không ăn thì sẽ cho ba đứa. Đây này, chỉ có mọi người nhìn thấy chỉ có một tí tẹo tẹo. Không biết là có nhìn được không? Đây là gì đây? Mila đây. Mi ăn được rồi, mi ăn đủ rồi thì cho các em ăn. Đó thì để mọi người thấy là một cái phần ăn nó rất là nhiều, cái bát nó rất là to, hết sạch luôn. Khi mà con chó nó tiêu hóa tốt, cái lượng ăn chúng ta đây chúng ta nhìn nó nhiều như vậy thôi là bởi vì cái hạt nó nở ra, chứ còn cái lượng hạt thì là mình cho chúng nó là chỉ có hơn 4 lạng một chút. Cái tiêu chuẩn của con chó 40 cân con rốt này với cái bao màu xanh là 4 lạng 6, thì thực tế một tháng nay mình chỉ cho nó ăn gần bằng cái miệng cái hộp chili này. Mình dùng hộp chili này đong nữa như bình thường,
với những cái hạt mà nó chắc hạt thì một cái hộp chim nhi này nó khoảng tầm 4 lạng 2, với những cái hạt chắc hạt nhé. Còn với những cái hạt xốp, những cái hạt xanh thì một cái hộp chim nhi này thì chắc nó chỉ vừa tròn 4 lạng. Thì ơ quay như là cho chúng ta chỉ cho chúng ta ăn có 4 lạng một ngày đấy nhá mọi người nhé. Đó, và theo dõi thì cũng không thích nó giảm cân đi thế nào. Nhìn cái bụng của Pila này, rất nhiều người hỏi là có phải Pila là có Pila bầu không, nhưng mà không phải, là Pila béo chứ không phải là bầu. Với cái con chó ta thì chúng ta mọi người có thể hoàn toàn người có thể đảo theo kiểu là 3-4 phần cơm một phần hạt nhé mọi người nhé. Với đấy là với con chó ta, bởi vì là cái con chó ta của chúng ta nó thích nghi với cái việc ăn tinh bột. Thực tế mà đang mà nói là cái con chó ta của chúng ta thì nó ăn hầu như là nó ăn tinh bột. Còn đến bây giờ cuộc sống nó tốt hơn thì chúng ta mới có cái này cái kia cho chúng nó, chứ còn đại đa số của nó sẽ là tinh bột. Nhưng mà khi nó ăn như thế thì nó bị thiếu một số cái chất dinh dưỡng. Nếu chúng ta chỉ cho nó ăn tinh bột, con chó nó vẫn lớn phù phù thôi, nhưng vì nó thiếu một số chất dinh dưỡng cho nên là con chó nếu nó chỉ ăn tinh bột không thì nó không to hết cái khung của nó được, nó sẽ bị hơi quầy chó đó, mọi người hiểu không như thế. Và có thể là cái sức đề kháng của con chó trong cái giai đoạn cho con nó sẽ kém hơn, bởi vì cái dinh dưỡng nó không đủ. Nó béo nhưng nó không đủ dinh dưỡng nha mọi người nha. Mọi người xem bây giờ, đến thời điểm bây giờ khi mà y học này kia nó phát triển thì mọi người sẽ thấy cái tình hình là có rất nhiều người béo nhưng mà lại bị xác định là người thiếu dinh dưỡng, bởi vì nó bị lệch, dinh dưỡng nó bị lệch, cái thì thừa cái thì thiếu, chất béo nhiều quá thì nó béo thôi, chứ còn những cái thứ chất khác thì nó lại bị thiếu đó. Thì chúng ta điều tiết là cái cơm này thì cũng không khuyến khích mọi người, nếu mọi người ai thích cho ăn thì cho thôi, còn cho ăn vào thì như mình nói đấy, là lại nói lại cái câu chuyện là nếu mà khi chúng ta đảo cơm vào đấy thì nó giải quyết được cái phần cơm thừa của chúng ta ăn, cũng bị thừa chúng ta đỡ bỏ đi, nó lãng phí, nó lãng phí lắm, không bỏ đi được. Thì chúng ta sẽ đảo vào cho con chó ăn và đảo theo tỷ lệ vừa phải thì nó tốt chứ nó không có xấu nha mọi người nhá, nó tốt cho cái tiêu hóa của con chó luôn chứ nó không có xấu. Đó là cái chia sẻ với mọi người ngày hôm nay. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bác đây này, mọi người nhìn bác này sạch tinh luôn.